Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Khi Mỹ Nam hoa ngự chuyện giới, nhất bác kiêu chảnh, lộc hám như triều lệ dịnh. Khi biến thành con gái, các Mỹ Nam hoa ngự chắc chắn khiến nhiều anh chàng phải bẻ cong giới tính vì quá xinh đẹp. Nhiều người bị thu hút vẻ ngoài của các sao nam trong showbiz, vậy bạn có bao giờ tò mò khi những Mỹ Nam hoa ngự hóa thân thành con gái chưa? Hãy xem những nam thần tượng đang hot nhất hiện nay khi điểm phấn tô son sẽ quyến rũ cỡ nào. Đặng Luân nổi bật với đôi mắt một mí vô cùng đáng yêu của mình. Khi cười, chính đôi mắt một mí ấy mang lại cho anh cảm giác ngọt ngào. Nhờ bàn tay Photoshop ma thuật mà khi biến thành con gái, netizen có lòng có thể nhận ra Đặng Luân. Là nam thì hảo xoáy, đáng yêu, là nữ thì rạng rỡ, xinh đẹp. Ngoại hình của Vương Nhất Bác mang đến cho người đối diện cảm giác vô cảm, lạnh lùng nhưng cũng có lúc đáng yêu. Hiện tại anh ấy là một trong những sao lưu lượng bậc nhất showbiz. Khi được hô biến thành nữ và trang điểm kiểu u mị, Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như thường. Ở tạo hình này, người ta còn thấy Nhất Bác cô nương tạo cảm giác cao quý, quyến rũ và xinh đẹp. Trên gương mặt tiêu chiến, đôi mắt và nụ cười là những thứ đắt giá. Khi chuyển giới thành nữ, dù anh ấy không phải mỹ nhân khuynh thành, nhưng đôi mắt vẫn đẹp xuất sắc. Người gây bất ngờ nhất chính là Lộc Hàm. Khi được tô son điểm phấn, anh ấy y chang triệu lệ dịnh. Netizen phấn khích bởi Lộc Hàm phiên bản nữ có đường nét thanh tú, ưa nhìn và dễ thương. Tuy nhiên, trên đây chỉ là những sản phẩm của Photoshop. Trên thực tế, có nhiều sao nam đã giả gái khi đóng phim hoặc tham gia show truyền hình. Hầu hết các mỹ nam hoa ngự thời nay đều sở hữu nét đẹp phi giới tính, nên khi họ giả gái cũng rất xinh đẹp. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.